Chị, ai đã bắt mê đi? Bình tĩnh đi Phong. Chị đã cố gắng chăm sóc cho Metheny rồi, nhưng cậu ấy bị bắn. Chị, may là cậu ấy mặc áo chống đạn, nếu không thì có khi có thể không ngồi dậy được nữa. Bà đang điều tra chuyện này, nhưng bây giờ vẫn chưa biết là ai đã bắt cóc Metheny. Chị à, tôi không hề ra lệnh mà, sao cậu đi đón cô ấy làm gì? Ba là người ra lệnh. Chạy đi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện là như vậy. Ba là người ra lệnh cho chạy đi đón Metheny đến nói chuyện với bà. Sao ba lại muốn gặp Metheny? Ba muốn hỏi cô ấy rằng cô ấy hẹn hò với người đàn ông kia là vì yêu hay là bởi vì ba xin cô ấy đừng níu giữ Phong. Bà nói gì chứ ba? Nếu như là do ba cầu xin cô ấy thì ba sẽ hủy lời cầu xin đó và cho cô ấy kết hôn với con, rồi hai đứa sẽ sang Mỹ sinh sống. Nhưng mà suốt thời gian qua ba chưa bao giờ muốn con kết hôn với mẹ mà ba. Bây giờ cũng không muốn, nhưng cần phải làm như vậy. Ba muốn con quay về Mỹ nhanh nhất có thể, nếu không thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm. Và ba cũng biết là quyết định này quá trễ. Có phải ba định nói... Định nói về điều mà ba từng nhắc nhở Phong. Ba đã từng nói rồi, bất cứ điều gì mà Phong cố gắng làm để giúp ba Lisa sẽ làm cho Phong và những người xung quanh Phong gặp nguy hiểm. Con thấy chưa? Là Metheny đó, cô ấy xảy ra chuyện là do Phong không chịu nghe lời của ba. Vậy đi, cứ coi như lần cuối cùng ba cầu xin Phong. Phong, đi xử lý chuyện Metheny, đi tìm con bé đi. Chuyện ba Lisa thì cứ để ba xử lý. Ba biết rất rõ là ba Lisa đã biến mất khỏi bệnh viện. Phong đưa bà ta đi đúng không? Tôi biết ngay mà. Phong sẽ không chịu nói là nó đưa ba Lisa đi giấu ở đâu. À, vậy đi. Chay, đi lo chuyện Metheny đi. Dùng Metheny để dụ Phong. Còn tôi sẽ đích thân đi xử lý chuyện của ba Lisa. Ừ. Nhưng mà cậu phải đảm bảo rằng Phong tuyệt đối không được gặp Metheny trước khi người của tôi tìm được ba Lisa. Dạ sếp. Cứu tôi với. Anh muốn cái gì hả? Anh nói đi. Cứu tôi với. Anh bắt tôi đến đây làm gì? Anh muốn cái gì? Anh cần tiền sao? Tôi không cần tiền. Tôi cần hỏi cậu Phong Sathon đã đưa bà Palisa đi giấu ở đâu thôi. Chỉ cần như vậy thôi, rồi mọi người sẽ an toàn. Alo, là em đây. Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ đang ở đâu? Em ở đâu thì mặc kệ đi. Bà Palisa có ở với anh không? Cô ba thì có liên quan gì chứ? Nói với anh là mẹ đang ở đâu trước đi. Hỏi bà Palisa đang ở đâu đi. Em muốn hỏi là
bọn chúng bắt em, nhưng mà anh không cần đến đâu, em ổn rồi. Mẹ à. Xin chào cậu Phong Sa Thôn. Mày muốn gì đây? Cô mẹ đã nói hết rồi mà. Chỉ cần cậu nói ra bà Palisa đang ở đâu thôi, tôi cho cậu đúng một tiếng đồng hồ. Nếu cậu vẫn không trả lời tôi, nếu như cô Metheny có xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng trách tôi đó. Mà đó, mày chờ chút. Alo. Chè, đi đưa người chuyên về tín hiệu điện thoại gì đây, và kiểm tra xem số điện thoại này gọi từ đâu. Tôi muốn biết trong vòng một tiếng đồng hồ. Hắn ta yêu cầu trong thời gian một tiếng sao? Ừ. Tôi nghĩ chỉ trong nhiêu đó thời gian, chắc chắn không thể điều tra ra được bọn chúng đâu. Vì sự an toàn của cô Me, bọn chúng có yêu cầu gì, anh Phong cứ chấp nhận luôn đi. Tôi nghĩ nếu như anh Phong ra quyết định có chút sai sót nào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô Metheny đó. Anh Phong biết bà Palisa đang ở đâu thì nói cho tôi biết đi, tôi sẽ báo với sếp để sếp giúp đỡ. Chị. Alo Phan, sao rồi? Alo anh Phong hả? iPad của cô Jen có thể theo dõi được vị trí của cô Me thì phải. Và nếu như bọn bắt cóc cô Me không dứt hết đồ của cô ấy đi, thì chúng ta sẽ tìm ra thôi. Em sẽ gửi cho anh định vị. Ok Phan, cảm ơn em nhiều. Dạ em biết rồi. Đi, đi với tôi trước. Chắc chắn anh Phong đã biết vị trí của cô Metheny rồi. Anh ấy đã đi giải cứu rồi. Sếp ơi, người của anh Phong Sa Thôn chịu nói rồi. Cậu ta chịu nói ra vị trí mà Phong giấu Balisa rồi sao? Dạ. Tốt lắm. Cứu tôi với, cứu tôi, có ai nghe không, cứu tôi. Có ai không, cứu tôi với. Cô bị sao vậy? Hét lên làm gì? Đứng yên. Tao đã nói rồi mà, nếu mày muốn rời khỏi đây thì phải lấy được câu trả lời của thằng Phong Sa Thôn, rằng cậu ta đã đem Palisa đi giấu ở đâu. Người như tao, nếu không phải sếp ra lệnh canh giữ mày cho cẩn thận, vì mày là người của Phong Sa Thôn, thì tao cũng không phải như con chó canh mày như vậy đâu. Vậy cho nên mày nên biết nghe lời một chút, đừng nên gây chuyện. Nếu không thì tao sẽ không chỉ cảnh cáo thôi được. Mày nhớ cho kỹ đó. Trói nó lại. Nhanh lên. Trói nhanh. Nhanh lên. Mau.
Alo, nghe cho rõ đây. Chay nói là Phong đã biết Metheny ở đâu và đang đến tìm cậu. Cậu nhanh chóng chuyển Metheny đi chỗ khác đi. Còn tôi sẽ tự đi xử lý chuyện ba Lisa, để bà ta không còn cơ hội nói ra chuyện tôi giết ba mẹ của Phong. Hiểu chưa hả? Alo. Anh Phong, là em đây. Mẹ, anh có đang ở cùng với Chay không? Nếu có thì đừng để anh ta biết là anh đang nói chuyện với em nha. Anh Phong nghe em nói đây. Ông Lupin là người lên kế hoạch để cho Chay bắt cóc em đó. Và ông ta cũng là người xử lý Palisa. Vì sợ rằng Palisa sẽ nói với anh về chuyện ông ta đã giết ba mẹ của anh. Anh Phong đã đi được nửa chặng đường. Dạ alo sếp. Phong sắp đến rồi đó. Cậu chuyển Metheny đi nơi khác chưa? Dạ. Sếp nói cái gì? Cậu Phong đang đến đây sao? À, thì vừa nãy tôi gọi nói với cậu rồi mà. Phong biết Metheny ở đâu rồi, kêu cậu chuyển Metheny đi nơi khác. Cậu không hiểu hả? À, khoan, khoan đã sếp. Sếp đã nói với tôi khi nào chứ? Thì vừa mới nãy. À, khoan đã. Sao cậu lại hỏi như vậy? Hay là người nhận điện thoại lúc nãy không phải là cậu? Tới khúc cua phía trước thì vào trái nha. Ba tôi nói với tôi rằng tất cả những gì ba nhắc nhở ba không phải vì ba giận hay ghét gì ba hết, mà là vì ba yêu thương ba và lo lắng cho ba rất nhiều mà thôi. Tôi chịu đánh đổi tất cả, kể cả gia đình của tôi, đều là vì lợi ích chung của chúng ta. Nhưng bây giờ ông định giết tôi bịt đầu mối sao? Ông nghĩ tôi là người chịu chết dễ dàng như vậy hả? Anh Phong đến đây làm gì vậy? Sao anh không đi giúp cô Mẹ đi? Tôi nhờ anh xông gió với cảnh sát đi cứu mẹ rồi. Không sao đâu. Chị cứ lên xe ngồi chờ đi cũng được, để tôi nói chuyện riêng một chút.
Cảnh sát đang đến đó. Không xong rồi. Cô ba, tôi chỉ là người lên kế hoạch, còn người đã ra tay cắt thắng xe để giết cả gia đình của cậu không phải là tôi. Chạy nhanh lên, cảnh sát đến rồi. Mau, rồi trốn nhanh. Bỏ lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi. 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 Mau. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi. Mau. Thả tôi ra. Nhanh chân lên. Dừng im. Dừng lại. Dừng lại. Đi. Dừng lại. Đầu hàng đi. Bỏ vũ khí xuống. Bình tĩnh sếp. Có gì từ từ nói chứ. Bắt lấy bọn chúng. Quay lưng lại đi. Đi thẳng qua bên đó. Mau lên đi. Cô ổn không vậy? Dạ. Mẹ à, anh đến rồi nè. Anh gió. Em có sao không mẹ? Không sao chứ? Mẹ không sao hết. Còn anh Phong ra thân thì sao? Anh Phong kêu đến cùng với cảnh sát. Còn anh ấy có việc riêng cần xử lý rồi. Bắt đầu từ lúc nào mà cậu phản bội tôi? Từ lúc nào vậy chứ? Anh Phong đang nói chuyện gì vậy? Tôi biết rất rõ, cậu là người của ba tôi. Mọi chuyện mà tôi làm, cậu luôn báo cáo cho ba tôi biết. Chuyện này tôi hiểu được. Nhưng mà cậu không nghĩ tới việc chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm, trải qua những gì rồi hay sao? Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu là vệ sĩ hay là người chăm sóc tôi bình thường. Mà tôi luôn nghĩ rằng cậu chính là bạn của tôi, là anh em, là người trong gia đình của tôi, Jay. Tại sao cậu có thể làm vậy? Tại sao cậu làm vậy? Anh Phong đang nói về chuyện gì vậy? Đang nói về chuyện cậu phản bội tôi đó, Jay. Tại sao cậu làm vậy? Tôi luôn cố suy nghĩ, cố nói với bản thân rằng đó không phải sự thật. Cậu không làm vậy đâu. Bởi vì cậu cũng biết suốt thời gian 20 năm qua, điều mà tôi cần chỉ có duy nhất một điều, đó chính là bằng chứng buộc tội cô của tôi. Tôi chỉ muốn nhiều đó thôi, Jay à. Cậu cũng biết mà. Nhưng mà cậu vẫn làm vậy. Sao cậu có thể làm vậy được, Jay? Tôi xin lỗi. Ai là người sai cậu hả, Jay? Ai là người sai cậu? Là ba nuôi tôi đúng không? Ba tôi ra lệnh cho cậu có đúng không? Ông ấy ra lệnh cho cậu đi bắt Me về có đúng không? Và cũng chính ba tôi, ông ấy muốn đích thân giết cô ba, có phải không? Vẫn giống như xưa, giống như những lần trước đây. Những lúc cậu không trả lời thì có nghĩa là mọi chuyện đều đúng. Tôi xin cậu một lần nha, Jay. Và cũng là lần duy nhất, xin cậu nói sự thật cho tôi biết. Là ba nuôi của tôi đúng không? Ông ấy là người đã giết gia đình tôi có đúng không? Anh Phong không cần hỏi, vì tất cả những câu hỏi trong lòng anh Phong anh đều có câu trả lời hết rồi. Tôi phải hỏi chứ, Jay. Chắc chắn tôi phải hỏi. Vì tôi làm sao nghĩ được rằng người ở bên cạnh tôi bấy lâu nay, người mà tôi tin tưởng nhất, lại có thể làm như vậy với tôi chứ? Không có ai muốn vậy hết anh Phong à. Mọi điều chúng tôi làm, tất cả đều là vì đang bảo vệ anh Phong đó. Vì chuyện trong quá khứ đã kết thúc rất lâu rồi, và bây giờ tất cả mọi chuyện cũng sắp chuẩn bị kết thúc rồi anh à.
Không đâu Jay, nó không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Xử lý Balisa xong rồi thưa sếp. Sao rồi, Jay? Anh Phong đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, thưa sếp. Bà Palisa đã điện thoại cho anh Phong trước khi chết vài phút. Vậy có nghĩa là chuyện mà tôi nghĩ đã kết thúc thì nó vẫn chưa kết thúc đúng không? Bí mật của tôi sẽ bị vạch trần chứ gì? Anh ấy kêu anh đến nói với mẹ rằng anh Sầm Giót là tôi đi. Cảm ơn vì đã giúp cho mẹ an toàn. Nhờ anh gửi lời xin lỗi tới mẹ giúp tôi. Xin lỗi mẹ vì tôi đã quay lại. Bây giờ tôi đã biết sự quay về của tôi không khiến cho mọi chuyện tốt lên. Quá khứ của tôi phải chịu hận thù, khiến cho hiện tại của tôi vô cùng tồi tệ. Nếu tôi không chìm vào quá khứ và có thể tiến lên phía trước, có thể buông bỏ hận thù, thì hôm nay tôi đã không phải chịu mất mát. Nhờ anh gửi lời tạm biệt mẹ giúp tôi. Thật ra tôi rất muốn tự mình nói lời tạm biệt mẹ, nhưng mà tôi cũng biết cuộc sống của tôi kể từ bây giờ sẽ gặp phải những chuyện gì, nên nhờ anh gửi lời tạm biệt tới mẹ giúp tôi. Và tôi cũng nhờ anh thêm một chuyện nữa. Tôi muốn nhờ anh chăm sóc tốt cho mẹ giúp tôi. Tôi tin tưởng anh. Vậy anh ấy có nói là bây giờ anh ấy đang ở đâu không anh? Ba, Phong có biết tại sao hôm nay ba lại hẹn Phong đến đây không? Con không biết. Con nhìn lên bầu trời đi. Mây nhiều như vậy, chắc là sẽ mưa cả đêm rồi. Lúc trời sáng, có lẽ ba sẽ thấy được cầu vồng. Cầu vồng mà ba từng nghĩ là nó nhảm nhí, cho đến khi có một đứa trẻ đứng nhìn bầu trời sau mỗi lần trời mưa, ba đã thắc mắc rằng nó nhìn cái gì vậy. Phong còn nhớ đứa trẻ đó trả lời như thế nào không? Con đang đi nhìn cầu vồng. Nhìn để làm gì vậy? Vì nó khiến cho con cảm thấy hạnh phúc đó. Con vẫn còn nhớ, ba còn hỏi con rằng việc đứng nhìn cầu vồng nhỏ bé như vậy thì sao có thể đem lại hạnh phúc được chứ? Đúng rồi, Phong nói là cảm thấy hạnh phúc bởi vì cầu vồng là ký ức. Phong đi xem cầu vồng lần đầu tiên trong đời,
là đi cùng với ba của Phong, đúng không? Phong có còn nghĩ ba Lisa là người đã làm cho ba mẹ Phong chết không? Con muốn biết tất cả sự thật từ chính miệng của ba Hưng. Được. Phong có mang theo súng mà ba cho hay không? Dạ có đêm. Lấy ra đi. Ba, nè khoa đó, bà muốn làm gì? Mạng sống phải đổi bằng mạng sống. Ba Lisa đã chết rồi, chỉ còn một người nữa thôi. Con chưa từng nói là mạng sống phải đổi bằng mạng sống. Điều con muốn biết chỉ là sự thật mà thôi ba. Làm sai thì phải đền tội con à. Đây là điều mà ba muốn đền tội với Phong. Bắn đi. Con chưa từng nói với ba rằng con phải lấy mạng đổi mạng đâu ba. Không, cái con cần biết chỉ là sự thật mà thôi. Người nào làm sai thì phải đền tội. Và ba đang đền tội với Phong đây. Con bắn đi. Đền tội với con thì chỉ cần ba phải chịu tội theo đúng pháp luật, chứ không phải lấy mạng của ba. Đôi khi pháp luật không dùng được với một số người đâu. Ba là một trong số đó. Nếu Phong muốn trả thù cho ba mẹ ruột của Phong, chỉ còn có một cách. Hãy bắn ba đi. Vì người cha này chính là người đã tự tay cắt thắng xe của ba Phong. Và việc Phong được gặp ba lúc con còn nhỏ không phải là chuyện tình cờ. Lúc đó bà chỉ đang quay lại kiểm tra xem mọi chuyện có được hoàn thành tốt đẹp hay không thôi. Cuối cùng con cũng nghe được hết mọi sự thật từ chính miệng của ba rồi. Ba làm việc sơ suất lắm có đúng không? Ba của con không thể thoát được, nhưng mà ba lại đi giúp con. Tại sao vậy? Ba đã giết chết ba của con thì tại sao ba lại cứu con làm gì? Vì cái gì? Đúng vậy. Đáng ra là ba nên giết luôn cả Phong lúc con còn nhỏ, để cho Phong không thể lớn lên rồi đến giết ba. Con nhất định không bao giờ làm vậy với ba đâu ba. Nhưng mà Phong phải làm. Vì nếu Phong không làm thì người phải chết sẽ là Phong. Nếu là vậy thì ba bắn chết con đi. Người sẽ bắn chết Phong không phải là ba, mà là rất nhiều người khác. Những kẻ có nhiều lợi ích trong chuyện này và có rất nhiều quyền lực. Ba của Phong chết vì biết quá nhiều chuyện. Phong cũng đang như vậy đó. Con đường duy nhất để Phong thoát khỏi số phận này là bắn ba mà thôi. Để cho bọn chúng nghĩ rằng Phong không biết chuyện gì cả, chỉ quay lại trả thù cho ba mẹ thôi. Như vậy thì Phong với những người xung quanh mới được sống một cách an toàn được. Bắn đi. Con không bắn đâu. Phong không bắn vì để ba tự bắn. Dạ ba, đừng mà, đừng mà. Đừng mà. Phong à, ba mệt lắm rồi. Mệt cả đời này rồi. Mỗi ngày ba đều sợ. Sợ con sẽ biết được sự thật. Sợ rằng không biết phải nhìn mặt con như thế nào, phải đền bù cho con như thế nào đây.
buông tay cho ba được yên nghỉ đi con. Con không bao giờ ra tay bắn ba của mình đâu. Ba rất yêu con. Hôm nay ba không còn gì để vướng bận nữa, bởi vì ba đã biết rằng con cũng yêu ba. Con hãy làm cho ba một việc nha. Hãy tiếp tục sống cho tốt, sống một cuộc sống hạnh phúc. Ba sẽ luôn luôn dõi theo con. Hãy giữ gìn cầu vồng của mình một cách tốt nhất có thể nha. Vĩnh biệt con trai của ba. Tôi đã từng nói rồi đúng không? Nếu Phong biết được sự thật thì mọi chuyện của chúng ta sẽ chấm hết. Vì vậy hãy xử lý theo như lệnh của tôi ngay đi. Hả? Bắn sếp sao? Đúng, bắn tôi. Nhưng mà sếp à, làm theo những gì tôi ra lệnh đi. Suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để Phong có thể bước ra khỏi quá khứ. Nhưng mà nếu tôi còn sống thì chính tôi sẽ khiến Phong không thể bước tiếp được. Nhưng còn anh Phong, điều hiển nhiên của con người là nếu như người thân thiết với chúng ta ra đi rồi thì cuộc sống sẽ khởi động lại. Tôi muốn Phong được như vậy. Làm theo lệnh của tôi đi. Anh Phong, mẹ tới làm gì? Anh không sao đâu. Anh đã quen với sự mất mát rồi. Và đây cũng không phải lần đầu tiên. Anh không sao đâu. Em không cần thương hại anh. Sao anh lại nghĩ mẹ đến đây là vì mẹ thương hại anh chứ?
thì mẹ đang có một cuộc sống rất tốt mà. Mẹ đã kết hôn với một người đàn ông tốt, anh ấy cũng rất yêu mẹ nữa. Anh rất vui khi thấy mẹ được hạnh phúc, và anh muốn mẹ quay về sống tiếp cuộc sống của mẹ đi. Anh Phát à, chuyện với anh Song Giót là mẹ nói dối anh đó. Sợ chỉ mẹ làm như vậy là vì mẹ không muốn anh gặp nguy hiểm thôi. Mẹ xin lỗi anh. Từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh của anh Phát, để anh Phát không một mình nữa. Xin lỗi. Nhanh quá ha anh Phan, quay đi quay lại đã qua một tháng rồi. Anh Phan nghĩ nếu như ba còn sống thì ba sẽ nói gì khi thấy anh Phong kết hôn? Còn nói gì nữa chứ, chắc chắn ba sẽ rất mừng rồi. Cái gì làm cho anh Phong hạnh phúc, ba nhất định cũng sẽ chúc mừng. Ba, hôm nay chính là ngày mà con cảm thấy hạnh phúc nhất. Ba hãy chúc phúc cho con nha ba.
Chụp lấy đi. Tặng cho Chen đó. Nè, chuyện gì đấy cô?